ngày 13 tháng 10, Công an thành phố Thanh Hóa đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ việc khiến hai người yêu thương vong xảy ra trên địa bàn phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Thông tin lúc đầu cho biết, trước đó vào khoảng gần 19 giờ ngày 12 tháng 10, người dân sống ở gần khu vực trượt Nam Đình Hương, phường Hàm Rồng, phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng chạy nhanh, rượt đuổi một nhóm thanh niên đi xe máy trên đường. Hiện trường vụ tai nạn. Khi đến trượt Nam Đình Hương, thấy hai thanh niên xăm trổ dừng chờ đèn đỏ trên chiếc xe máy hiệu Exciter, chiếc xe bán tải này bất thần rồ ga lao lịch sự phía ngược đường rồi tông thẳng vào. Cú tông trực diện hất văng hai thanh niên và xe máy lên vỉa hè khiến một người chết tại chỗ. Nam thanh niên còn lại được người dân đưa đi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Riêng chiếc xe bán tải trượt trên đường rồi lật nghiêng. Sau vụ tai nạn, một nhóm thanh niên bò từ trong xe bán tải ra ngoài rồi nhanh lẹ ra đi hiện trường vụ tai nạn. Ở hiện trường, người dân phát hiện một chiếc dao nhọn cạnh địa điểm hai thanh niên đi xe máy bị hất văng lên vỉa hè. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an thành phố Thanh Hóa đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan tác dụng vẫn đang kế tiếp điều tra xác minh xem đây là vụ tai nạn giao thông hay là vụ án mạng do mâu thuẫn từ trước.